Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở những series sau mình sẽ hướng dẫn cho bạn làm về Laravel ha. Thì Laravel bản mới nhất thì là mình có là bản này là bản 6.3 ha. Thì ở những bài trước á, ở những cái series trước về Laravel web thì mình hướng dẫn cho các bạn là nó không có model ha, nó không có model. Thì ở cái series sau thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn là có đầy đủ các model luôn ha, có đầy đủ các model đó. Thì mình sử dụng model để mình đây ha, để mình tạo tạo một cái web bằng Laravel đầy đủ như thế này ha. Đó thì mình có quyền thêm giỏ hàng, rồi mình thêm thuộc tính giỏ hàng ha, update giỏ, sau đó đăng nhập để mình mua hàng ha. Ví dụ như là mình đăng nhập rồi mình check out ha, đó check out mua hàng thì nó sẽ có một cái trang admin ha, mình có quyền là nó sẽ có một cái trang admin. Thì mình đó mình đăng nhập vào admin ha, mình thêm sản phẩm ha, rồi thêm thuộc tính sản phẩm đó, mình thêm thuộc tính sản phẩm vào Add. đó. Rồi mình thêm vào loại ha, mình thêm loại sản phẩm. Thì đơn giản mình chỉ hướng dẫn các bạn đơn giản cơ bản về Laravel, về những cái cần thiết thôi ha. Đó thì mong các bạn đăng ký kênh của mình để theo dõi những cái series sau đó. Thì mình chỉ có là bao nhiêu đây thôi ha, authentication trong Laravel nè, rồi layout trang card nè đó, rồi trang edit sản phẩm, trang admin ha. Đó thì những series sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm tạo nên một cái trang web Laravel như vậy ha. Cái này là bản mới nhất của mình tải là bản 6.3 của Laravel ha. Đó, ở đây là mình cũng có dùng cái Node.js ha, Node.js luôn ha, thư viện của thằng Node nè đó, rất nhiều thứ rồi. Xin chào mấy bạn ha, mấy bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái series sau về Laravel ha. Xin cảm ơn mấy bạn.